có bầu hả? Em hay quên là mình có bầu hả? Con công bé này nó hay quá ta. Ví dụ có những cái niềm quên nó ngộ nghĩnh quá. Đó, trước về sở thích thì em có một cái sở thích là đọc truyện ngôn tình. Đôi khi đọc mấy tác phẩm hay quá chứ nước mắt vàng giũa khóc, ông chồng không biết chuyện gì mở cửa ra hỏi chuyện gì em, chuyện hay quá anh ơi, xúc động khóc. Ổng bao nhiêu lần lên tìm với tiền mình là không biết chuyện gì xảy ra rồi. Không biết tôi có làm gì sai dạ. Hay không, không biết tôi có sơ suất cái gì vậy không như mà ơi. Bà ngồi bà khóc như mưa vậy. Làm chồng em chắc em cũng không làm chồng em chắc bất an lắm không. Em cũng em vợ nghĩ lại thấy cũng trời. Nhưng mà thôi, nhưng cũng mà ổng cũng đi. Có nhiều đợt cho em sóng gió lắm đó chị. Thôi em kể trước là cái vụ mà em hay quên đi. Bác sĩ dặn là đặc biệt là quên là, có bầu như vậy dạ, đó là tháng thứ năm này nè, em để ý nha, là em bé sẽ đạp. Để ý em bé sẽ đạp trong bụng. Thì hôm bữa đó là đợt về, đi về tháng về xong 1-2 ngày sau thì em mới ăn cơm xong, khi tự nhiên đang đứng đứng cái em nghe gì đập trong bụng cái gì ta, cái xong rồi em còn nghĩ sao lại lâu hôm mình không uống thuốc sử dụng. Trời ơi trời. Lời đó đầu tiên cho phép Trương Bảo Như chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Em bé của Như thì hiện nay là được 7 tuổi. Những cái điều mà trải qua khi mà quá trình mang thai và làm mẹ thì đối với Trương Bảo Như giống như là mới đây thôi. Hả, lần dính luôn. Ờ, hay quá. Trời ơi, bách phát, bách trung. Nha, biết sao tại thả lần dính luôn. Phải nói kỹ là tại vì lúc đấy là hai nhà Tết thì có bà con về nên hai vợ chồng phải dời phòng ngủ đi qua một cái phòng ngủ khác. Thì nhân dịp đổi phòng ngủ. Đổi phòng thủy. Vậy là không được là đổi phòng thủy đó. Đó thì đó, nhân dịp đổi phòng ngủ nên thôi quyết định có em bé luôn. Dạ, thì đó, đổi phòng ngủ con lần xong là có luôn. Vậy là thưa với quý vị, hôm nay chúng ta lại có thêm một bí kíp để chúng ta có thể có bầu một cách nhanh chóng, đó là đổi phòng ngủ. Dạ. Đúng, nhưng mà chị đang nghĩ tới cái cảnh mà nhà chỉ có một cái phòng thôi á. Ra phòng khách chị, ra phòng khách chị. Không, đổi ra khách sạn. Cũng dạ cũng đó. Được đổi ra khách như sạn là, đúng rồi, nó có tạo sự hưng phấn hay sao chính xác dạ, chính đó. Xác ừ. Nhưng mà nói chung á là nếu như quý vị chọn cách này thì nhớ coi hướng rồi đặt la bàn đồ nha quý vị. Thực ra nó cũng hên xui lắm. Lúc đó em cũng nôn đâu được khoảng 2-3 tuần là em đã đi tự đi mua que thử rồi. Có nghĩa mình có linh cảm của cái lần đó luôn dạ em. Không mà em nôn á, tự đi mua que thử thì không có. Thì qua tuần thứ tư thứ năm gì đó em thấy á, cái lông mày của em á tự nhiên, em mỗi lần em vẽ lông mày thì bình thường nó xoắn 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 lại hết. Cái em nhớ như ai kể với em là lông mày xoắn là có bầu á. Ủa? Lông mày xoắn là có bầu á. Ủa? Thiệt. Ủa? Em nhớ là ai kể. Tự nhiên bây giờ em chị làm như là em đang chuẩn bị có bầu vậy đó. Chị quên á, chị mà dòm lên thì nó sai trái không? Ủa khoan, nhưng mà trước đó là lông mày em không có như vậy. Dạ không, đúng rồi, tự nhiên nó mới lại lông mày nó cứ vẫn xoắn xoắn. Mình tả kỹ cái đoạn xoắn đi nè, để biết đâu ngày mai có rất nhiều bạn ngồi vẽ lông mày sẽ kiểm tra cái nét xoắn của lông mày. Dạ, thì có cái thì giống như bình thường ở cái đuôi đi thì là nó ngược xuôi xuống đúng không, thì nó dẫn lên. Còn những ở cái phần đầu lông mày em thì nó xoắn như xoắn ốc á. Em thấy lạ lắm mà em cứ chải vuốt một hồi sau thì lại như thế. Thực ra lần đầu tiên mình nghe cái này nha quý vị. Lần đầu tiên mình có thể kết nối giữa cái chuyện lông mày và có bầu. Cũng rất là thú vị. Dạ, đúng là nhiều giống như là nó cơ địa nó thay đổi sao đó thì em mới đi mua que thử và đúng là em lên 2 vạch luôn. Oh yeah. Oh yeah. Em nó mừng quá thì á hả, vừa nói xong là em còn nói với chồng em lòng thai. Em lòng thai. Em nói như vậy. Trời ơi, em vừa dứt lời xong em trượt té một cái tách luôn. Trời ơi, té trước cửa phòng luôn. Mà té rất nặng luôn. Lúc đó là em bắt đầu em sợ, em căng thẳng, em nói chết rồi. À, bây giờ là mình thấy mình, tại vì tự nhiên trượt chân té xong mình nói em sợ lắm. Mấy ngày sau là em tự nằm em theo dõi coi như thế nào thì thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà từ lúc đó trong lòng là dặn bản thân mình là phải cẩn thận lại. Tại vì giờ mình không có nhí nhảnh nữa. Mình đã là bắt đầu có em bé trong bụng rồi. Mình không có thường mà tung tăng như trước nữa. Cái quá trình mang thai thì ôi trời ơi, em ngán kinh khủng ngán. Em ngán 6 tháng rưỡi. Em ngán kinh khủng luôn mà. Em nói chỉ cần mà ai nói cơm tấm hay là hủ tiếu Nam Giang là tự động em vô toilet em bê. Mà tức là em ói hình ảnh á, nó ói hình ảnh có nghĩa là chị? Tự động đâu á, em nghe đúng một rồi. Cái mùi có nghĩa là em đi từ xa chồng em chở mà em thấy cái chữ là hủ tiếu Nam Giang là nghe mùi dạ nó xộc vô cái mùi mà em ói không ngán thị. Em không ngán cá,
em ngán thịt heo, em nghe mùi thịt heo em chịu không nổi. Và hả, coi như bình thường ăn thịt heo không sao, mà chỉ nghĩ đến thịt heo là trời ơi, mà em ngán em ói to lắm, em ói không có kiềm chế được luôn á, ói xấu hổ luôn. Có cái đợt là em đi vào một cái công ty á, là mình đã thấy mình muốn ói rồi, mình nôn, mình ráng mình kìm cái cơn nôn lại, thì mình thấy trong toilet không có ai hết, mình đợi người ra hết rồi mình mở cửa toilet nữ không có ai hết, thì mình mới đi vô là coi như là một mình một cõi, bé coi như là lá thì coi như là bất cái cơn nó thế nào mình xả hết biết. Xong mình đi ra thì có một bạn biết mình đứng đó, ảnh người Huế, xong bảo chú cho em ỏi chí mà em gọi ghế rửa hè, chú cho em ỏi chí mà em gọi ghế rửa hè, là ván người bên toilet nam người ta chịu không nổi. Và em nôn tới mức mà có một lần em nhận một chương trình là MC, trời ơi tới ngày mai quay, ngày hôm nay em nôn mà xuất huyết mắt luôn. Da mặt của em là lấm tấm những cái đường huyết nhỏ, còn con mắt của em là nó xuất huyết, tròng trắng của em là nổi vân đỏ, và mấy ngày sau nó lan thành một cục máu, coi như là em không thấy cái tròng đen luôn, có nghĩa là không thấy tròng trắng luôn, chỉ có tròng đen và đỏ luôn. Thì em phải nhờ người khác làm MC luôn, phải hủy chương trình luôn, vì mắt lên như một bên là toàn màu đỏ với màu đen thôi. Nôn tới cỡ đó đó. Có cảm giác mình làm ca sĩ mình nôn á quý vị, mình cũng phải rất là style luyện thanh hay sao? Nói chứ chuyện đó không vui đâu nha quý vị, mệt dữ lắm. Trong những cái trường hợp mà những cái cơn nôn đó mà nó quá đà, thực ra là người ta rất là lo ảnh hưởng tới thai nhi. Bởi vì rõ ràng đó là sự hoạt động của thành bụng mà, của cơ bụng. Cho nên là cũng kinh khủng thật. Lúc đó là... Em thì không ăn gì được hết, mà em chỉ uống sữa. Trộm vía em bé lại lên cân tốt ạ. Em đẻ em bé là được... gần 3,5 kg. Em ngán cho tới mấy tháng? Em ngán 6 tháng rưỡi. Rồi đến cái lúc mà em gần sinh con khoảng 2 tuần cuối thì tự nhiên em lại ngán lại. Ngược đời lắm. Em ăn cũng được luôn. Em ngán quá thì em nghe mọi người bảo là mình bước qua cái người đó thì người đó ngán giùm mình đúng không? Dạ đúng. Xong rồi, mà em thì không biết, người ta dặn là không có nói cái điều đó ra. Đúng rồi. Cái em thì tâm cái tình em, với ảnh. Dạ em tâm tình ảnh, nhưng mà xong mấy bữa sau em mới quyết định anh ơi, em chịu hết nổi thôi, anh cho em bước người qua đi. Anh cái ông nằm về. Em ơi anh xin em đừng làm điều đó. Em ơi anh xin em đừng làm điều đó. Chồng em nằm mà giống như là ảnh nằm mà anh giơ tay, ảnh nằm trên em còn chuẩn bị bước qua mà em nhìn xuống em thấy cái kiểu không thể tả được cho quý vị, kiểu không nói được nhưng mà rất kiểu. Dạ đúng rồi, mà ổng phải xin anh xin em đừng làm điều đó. Sao em bước qua bước lại cũng ói như thương. Thành ra đôi khi chị nghĩ thường các anh chồng cũng hay bị mất ngủ á, không dám ngủ. Sợ mình đang sợ ngủ á giờ. Dạ đúng rồi, sợ bị bước. Sau cái chương trình này điều này càng vững chắc hơn nữa, đó là vợ mang bầu nhưng chồng mất ngủ. Em còn có những cái sự thay đổi nào khác hay không? Mặt lại nổi mụn, mà mụn không có nổi nhiều. Nổi nhưng như mụn ẩn, nhưng mà mũi thì nở rất là to. Rồi đến nỗi mà có bạn em bảo tao chưa thấy đứa nào bầu xấu như mày. Em không có một cái hình nào bầu luôn á, coi như là thời gian bầu em không dám chụp hình bầu. Ôi bây giờ em xem bao nhiêu bà mẹ là đi chụp hình bầu kỷ niệm, nhưng mà em là không có một tấm hình là chấp nhận. Chứ giờ biết sao giờ. À, có điều là em hay quên là mình có bầu. Con con bé này nó hay quá ta. Ví dụ có những cái niềm quên nó ngộ nghĩnh quá. Đó, trước về sở thích đi, em có một cái sở thích là đọc truyện ngôn tình. Đôi khi đọc mấy tác phẩm hay quá chứ nước mắt dàn dụa khóc. Ông chồng không biết chuyện gì mở cửa ra. Hỏi chuyện gì em? Chuyện hay quá anh ơi, xúc động khóc. Ông bao nhiêu lần lên tìm với tìm mình là không biết chuyện gì xảy ra rồi. Không biết tôi có làm gì sai hay không? Không biết tôi có sơ suất cái gì vậy không? Nhưng mà bà ngồi bà khóc như mưa vậy. Làm chồng em chắc em cũng... không làm chồng em chắc bất an lắm thôi. Em cũng em giờ nghĩ lại thấy cũng đáng rồi. nhưng mà ổng cũng đi. Có nhiều đợt cho em sóng gió lắm đó chị. Thôi em kể trước là cái vụ mà em hay quên đi, bác sĩ dặn là đặc biệt là quên là... có bầu như quý vị đó là tháng thứ năm này nè, em để ý nha, là em bé sẽ đạp. Để ý em bé sẽ đạp chân bụng. Thì hôm bữa đó là đợt về đi về khám về xong 1-2 ngày sau thì em mới ăn cơm xong, khi tự nhiên đang đứng cái em nghe gì đập chân bụng cái gì ta. Cái xong rồi em còn nghĩ sao lại lâu hôm mình không uống thuốc sử dụng. trời em quên mất. Cái xong bực bực nữa, em kêu cái chồng em bước qua, anh ơi chân bụng em nó kỳ lắm anh, nó có cái tiếng gì kêu bực bực á, hay là em ăn hổng tiêu hay là sao ta. Cái xong em ngồi cái em xong bực bực nghe nữa cái đá cái nữa, cái em mới nói
không nhớ rồi. Con đạp anh ơi. Bác sĩ Giang nói là tuần này con đạp. Thì em mới nhớ ra là bác sĩ nói trong khám trong tuần này là con đạp. Thì em mới biết ra là thì lúc đó là đi là coi con đạp. Từ đó về sau cứ mỗi lần con đạp thì em cho áp tai vào nghe. Vậy đó. Chỗ nhưng mà có những cái vụ án với chồng em trong lúc mang thai mệt mỏi lắm chị. Sao nè? Mình bây giờ mình có hai bữa nay mình được kể hết. Dạ kể nha. Trời ơi, em mà hay chuyên gia bóc phốt chồng em trên mạng mà chưa bao giờ được bóc phốt trên sóng truyền hình rộng rãi như vậy nên em mừng lắm, em nôn được tới số này lắm. Nói em là em ơi, có bầu mà em suốt ngày em đọc chuyện em coi chuyện buồn không có được, con mình nó không có vui vẻ. Em nghe nhạc đi, em nghe nhạc cho con mình nó cảm thụ âm nhạc, mà không hay nói gì mà căm thù âm nhạc. Tại vì ổng là làm nhạc, cái em cũng cho nghe, em cho nghe nhạc bằng kiều. Em cho nghe nhạc tình không à. Em cho nghe nhạc gì kỳ, em phải cho nghe nhạc mấy cái nhạc như là Mozart, Beethoven đồ đó, kiểu là phải nghe nhạc bắt học lên một xíu. Nên mấy nhạc đó em không có nghe thường xuyên, bây giờ anh có mình đưa em đi. Nó là anh đưa quyền cho ổ cứng mà. Đó, em chép vô iPad nghe đi. Thì mình mở cái iPad ổ cứng mình cắm vô laptop rồi mình để mình cắm vô mình search hoài không thấy có cái, không hề có cái file music nào hết. Ông nói lưu trong cái file My Music mà em không thấy có cái file My Music nào hết. Em chỉ thấy có cái file My Picture thôi. Ôi giời ơi, em mở ra nhạc trọng. Dạ không, hình với người yêu cũ. Em đã hình dung được chuyện lúc đó. Đi chơi chị ơi, ôm nhau, hủng nhau, cổng nhau, đỡ biển, y xèo đủ thứ hết. Ơ, cái gì thế này? Trời ơi, tại sao? Tại sao anh có thể giao... Tại sao anh có thể giao trứng cho anh? Được cái là không nhớ đúng không? Được cái là không nhớ. Cái xong rồi em cũng... Ồ, nhạc hay quá Hoàng ơi, qua đây. Cái ổng kêu qua, ổng xong ổng đứng hình mặt ổng như nè. Ủa này đâu ta? Nào không nhớ. Cái nó ổng nhớ. Nhạc đâu? Cái nó, ủa anh nhớ anh chép nhạc vô đây mà. Cái nó, trời ơi, được quá ha, tôi đang mang bầu mà ông còn tra tấn tinh thần tôi như vậy nữa với bộ em nói vậy. Chứ em thì em không có ghen. Cái gì quá khứ thì thôi, vậy em cũng ghẹo ổng. Đây là lật đật đi xóa. Rồi chuyện gì nữa? Một đợt nữa là hai đợt. Đợt nữa em mới bắt đầu ngán thôi. Là bắt đầu bầu ngán thì ổng vô tư mà không nghĩ là em ngán. Không có cảm giác, đây không có trải qua, không biết là cơn ngán của người phụ nữ mang thai như thế nào. Nói đi tập band nhạc xong thì nói đi ăn với band một tí xíu rồi anh sẽ mua đồ ăn về cho em ăn. Thì mình cũng ngán, mình ăn không được đó. Thôi anh về lúc nào thì cho em ăn lúc đó. Thì cái sự chờ đợi của em tới 3 giờ sáng. Đi tới 3 giờ sáng luôn chị. Một chút xíu. Dạ, đâu là tập xong từ 2 giờ rưỡi trưa đó chị. Tới 3 giờ cái sáng. Cái khái niệm một chút xíu nó vô chừng lắm nha quý vị. Chị, 8 giờ em hỏi anh có tính cho em ăn không? Có anh về. Về tới 3 giờ sáng. Xong đó, tại vì có anh bạn này vô, xong rồi bọn anh lại phải đi qua quán này. Xong rồi hả, cái quán này nó đóng cửa, đi qua quán này, trời ơi, nhậu quán đóng cửa, đi quán khác nữa chị. Em nói chuyện thiệt luôn á. Sẵn đây chương trình em nói thiệt luôn á. Mọi người hay bảo ai chị em phụ nữ mình là đàn bà đi buôn dưa lê đi tám, mà thật sự em nói đàn ông mới dễ sợ đó. Nhậu mà nhậu không biết đường về luôn. Đến một cái đợt em vẫn đi hát nha, đến 6 tháng rưỡi em vẫn đi hát. Ối mà hát. Dạ. Cái là em diễn ở Vũng Tàu. Anh ơi em diễn Vũng Tàu về xong á là cũng khuya, anh đi đón em được không? Cái nói được, anh đi đón em. Cái nói vậy là xe của đoàn sẽ thả em ở chỗ Cách Mạng tháng 8 đó nha. Anh nhớ đón em nha, ok. Thế đầu 1 giờ rưỡi em điện vẫn nghe máy nói, ừ anh chờ em nè, anh có đi nhậu với anh bạn, anh ngồi đây sẵn chờ luôn đó. Chắc không, anh nhậu làm sao mà anh đi đón em được. Nó nói chắc, anh đón em được, anh cố ý là ngồi ngoài này là để sẵn đi đón em luôn. Xe về tới đây 3 giờ, em điện không nghe máy, không một hồi âm. Mà lúc đó trên xe mọi người hỏi cái đưa về hôm ấy, có chồng em đón. Dạ tự tin. Rồi thảm lắm chị. Xe dừng một cái em bước xuống, em xách vali con bầu thè lè đi xuống. Rồi ai trên xe cũng nhìn em là giống như là tội, thiệt là tội vậy đó. Mọi người nhìn em mà em không dám nhìn mọi người. Dạ thấy hoàn cảnh lắm, giống như là mẹ đơn thân hoặc là bị chợ bồ bỏ hay gì đó. Đi xách vali kiểu nẻo đi. Rồi cái đứng bắt taxi đi về. Bực rồi, bực thật sự. Lúc chị. Đó là bực thật, dạ, sự. Dạ bực, đại gì gọi hoài không nghe máy. Cái em đi về tới nhà chị biết không, khuya đó chung cư sao cũng cúp thang máy luôn. Nhưng mà trời, may là em ở tầng 1, em còn thuê chung cư ở. Thế là em khệ nệ em đi, bác vali đi lên. Dạ lên thì thấy đèn còn sáng, đi về nhà rồi mà không đi đón mình. Em gọi điện thuê bác quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Máy hết pin. Ác nghiệt cái chị ơi, vô nhà thì thôi đi, còn móc cái khóa trong nữa. Con nhỏ chai chìa khóa, con nhỏ không vô được. Trời ơi, em đứng ở ngoài 20 phút. Em đứng em suy nghĩ,
bây giờ là một cú đập cửa cuối cùng, tại em đập ngoài không được luôn. Nếu như mà không mở cửa em đi ra ngoài, em sẽ thuê khách sạn em ở. Đúng. Và em tắt máy luôn một lần cho sợ. Thì em đập cửa, em đập thiệt mạnh. Thì em thấy mới nghe tiếng mở cửa đi ra, một bóng dáng đi chừng nọ xỉa chân kia. Đã là lãng vô xong, hay luôn, lên trên giường nằm tiếp. Tức giờ hết sợ, tức lắm, tức lắm, em ngủ không được luôn á. Sáng 9 giờ chàng ấy dậy, mở mắt ra, nhìn qua, xong biết mình. Nhìn đồng hồ xong, chết rồi, nói chết hồi nào, tôi còn sống nhăn răng nằm kế ông đây, chết hồi nào mà chết. chết rồi, cái nói em nói thiệt với anh á, em mà chơi ác là em đi luôn nguyên đêm qua em hả, tắt điện thoại luôn cho anh biết. Anh như vậy là không được, tức lắm, cái xin lỗi em quá trời luôn. Tức, em nói kỳ này em sẽ mét mẹ, nói mét má chồng. Thì em sẽ mét má chồng, tại vì mấy lần trước bao che không mét rồi, chị này sẽ mét. Em mét má chồng, má chồng em nói con nói sao già, thằng Hoàng nó làm gì biết nhậu. Thế là em không mét luôn. Em nói câu đó em không mét luôn. Tại vì ông nhậu ông giấu chị ơi. Một sự dối trá. Tại chồng em nhậu rất ngoan. Má đã bị qua mặt mà má không hề biết. Cái xong má chồng em nói câu đó em không bao giờ em mét nữa hết. Tự việc nhà mình giải quyết. Xong rồi đó, thì cũng có một vài vụ vậy thôi. Rồi đến quá trình... Trời ơi, một vài vụ vậy thôi. Không, nó đủ lắm rồi. Nó rất đủ luôn. Không, thật sự ra em kể lại thì em kể rất là vui vẻ. Nhưng mà chị cảm nhận được lúc đó chắc là... Giận. Rất là buồn. Khó chịu luôn á. Nhưng mà giờ đổi nết chưa? Đổi chị. Bây giờ thì mà nói chung là ảnh với con em là... Ơn trời, khi được làm cha thì người ta cũng lớn lên rất nhiều. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi. Rồi bây giờ tới cái lúc đi đẻ làm sao nè? Cái đoạn này tôi lo lắm á. À, trước đẻ thì bác sĩ có nói là chu vi đầu con em á là hơn 100mm á. Cái chu vi vòng đầu quá to. Có nghĩa là có thể sẽ phải mổ. Thì em có về em nói với mẹ ruột. Mẹ nó không nha, đẻ thường nha. Tao đây là tao đẻ đứa nào, năm đứa nào tao cũng đẻ thường hết. Tụi bay đứa nào giờ cũng đẻ mổ hết. Đẻ thường cho tốt. Thì em cũng tính trong bụng đẻ thường cho tốt con. Thế là em cũng nói bác sĩ ơi, má em dặn đẻ thường, em không đẻ mổ đâu. Cái đến bác sĩ dự sinh em ngày đó, và đúng ngày đó em có dấu hiệu sinh luôn. Thì em đi vô bệnh viện. Thì nói chung là đau cơn gò đủ thứ hết. Rồi bác sĩ mới kêu em tập rặn. Dạy em tập rặn rồi tim giảm tê cho em, giảm đau vì đau quá em mà chịu không nổi. Lúc đó cũng thương ông xã, ông thấy em khóc là ảnh đứng anh nắm tay em mà nước mắt ảnh rớt này nè. Ông cũng tình cảm lắm, chỉ có điều hơi vô tư thôi. Dạ, ông thấy em khóc là anh khóc theo. Rồi cái bắt đầu bác sĩ kêu rặn đi, đó, đủ rồi đó, rặn đi. Thì bác sĩ nói ráng lên, sắp thấy cái đầu rồi. Em mới nói bác sĩ, tóc nhiều hơn bác sĩ. Má em dặn là đẻ con phải tóc nhiều. Ủa má tự ơi. Nhiên không hiểu sao lúc đó là những cái lời đang rặn mà em lại nhớ lời má em dặn. Bác sĩ tóc nhiều không? Cái chị y tá chị mới nói trời ơi lo rặn đi. Xem con lo hỏi tóc nhiều nữa em. Là rặn hoài không có được mà cứ ám ảnh trong đầu cái câu nói của má em. Xong bác sĩ nói không được rồi, đẩy vô mổ thôi. Lúc này bắt đầu em rung, bắt đầu chích mũi thuốc tê vô. Em không biết cơ địa em diễn thuốc tê. Thì khi chích thuốc tê vô là em cảm thấy rất là mệt tim và em không thấy một cái gì nữa hết. Nói chung giống như em ngất đi luôn vậy đó. Thì lúc đó em nói bác sĩ ơi sao em không thở nổi nữa. Giống như em mê luôn á. Thì bác sĩ mới chụp cái oxy vô cho em này nè, rồi em mê luôn. Mà trong đó trước khi đó em còn nói thôi có khi nào mình chết trên bàn mổ không, còn nghĩ đến cái tình huống đó. Và nói thôi vậy thì cứu con không cứu mẹ cũng được, mình cứ nguyện trong lòng vậy đó, cho con mình ra được bình an. Cũng may sao thì ra con ra bình an. Em không biết quá trình mổ như thế nào, không biết rạch bụng như thế nào, không biết một cái khâu gì luôn á. Thì em nghe ai khều khều tắt cái mặt em về nè, em ơi em bé ra đời rồi nè, bé trai tay chân đầy đủ nha. Thì không có mở mắt được mà nghe thấy loáng thoáng hình em bé thôi, không có kịp nhìn mặt luôn, nhưng mà vẫn kịp hỏi bác sĩ ơi tóc nhiều không. Ủa mà bà ngoại vui quá, nhớ đẻ con tóc nhiều. Thật ra tụi con đâu có quyết định được mấy cái chuyện này. Đúng rồi, em không hiểu mà em cũng không hiểu sao lúc đó là bà đi cam kết với bà ngoại để bà đi hỏi bác sĩ. Bé này nó có nghe lời quá má, nghe lời má. Trời, cực má kỳ. Má em mới vui chị. Đến khi mà hả em để mổ ra xong, mấy ngày sau mẹ em nói ôi biết vậy mổ luôn cho rồi, để thường cho mất thời gian. Má em cười, má em cũng chính cười. Cũng mẹ kêu con để thường rồi, giờ mẹ nói vậy. Lúc mà em đẻ xong thì vô phòng hồi sức thì trời ơi, lạnh quá trời lạnh. Hồi sau thì cơ thể nó dần dần ổn định thì em bắt đầu nhìn đồng hồ.
nôn gặp con quá, bây giờ trong phòng hồi sức đối với em giống coi như là cả thế kỷ luôn vậy đó. Ừ. Em mới hỏi chị y tá là chị ơi bây giờ em phải nằm trong đây bao lâu, chị nói là phải 3 tiếng đồng hồ mới được ra. Cái em trời ơi 3 tiếng đối với em quá lâu chị ơi, bây giờ có cách nào sao ta? Em nói chị cho em mượn điện thoại đi, em gọi cho chồng em hỏi là em muốn biết là hình dạng con em sao, tại nãy kêu nhìn không nhìn, không có không, mệt quá không nhìn, lo vụ tóc không. Khoan vậy bây giờ cho chị xác định lại là con tóc có nhiều không? Dạ nhiều, tóc đó nhiều. Rồi vậy để cho dạ, nãy giờ cho tôi yên tâm. Dạ, chả có gì cứ giải yên tâm, tóc nhiều tóc nhiều. Thì em mới gọi ông xã hỏi anh ơi sao rồi anh, con sao rồi anh, anh thấy con đẹp hôm này kia, con mình sao không biết nữa em ơi, cái kỳ kỳ sao á. Rồi ông trả lời xong ông nói mẹ em ơi cái miệng nó bự quá em ơi, nó bự lắm luôn em. Ông nói xong em tụt mút luôn chị, em coi như là còn gần 3 tiếng hồn mà em nói chết rồi. Nghe nói mang bầu mình xem mấy cái bé đẹp đụng đẹp đẹp, đẹp mà mình xem mình đẹp không mà sao kỳ vậy ta. Đến lúc mà đẩy ra thì con em cũng được đẩy ra cùng một lúc, hai mẹ con đẩy song song thì em rướn cái người lên em nhìn vẫn thấy cái mũi không à. Bây giờ thì lớn thì nó mũi không cao bằng hồi lúc mới đẻ, nhưng mà em thấy trời ơi ngon lành mấy, mũi cao đẹp trai, em thấy được quá trời. Vô là tội, coi như cái dồn nén, coi như là mình vô yên tâm mà mình tức con chồng nữa. Vô con nói anh cảm thụ con kiểu gì vậy? Cái chỗ em vô em bế anh ơi con mình về sao mà anh nói nãy giờ là em nghĩ là em đẻ con xấu lắm luôn á, thế này thế kia mà hả, trời nước mắt em lúc đó đầu nó rớt quá trời luôn. Tức hay là cảm không động hạnh phúc chị. Lúc mà con bác sĩ đưa cho mà ẩm trên tay một cái là sao mà tự nhiên em không ai nói, em tự em nói mẹ đây mẹ của con đây, là nước mắt tự động rớt xuống quá trời rớt, giống như là lần tiên được nói tiếng mẹ, lần đầu tiên được bé mà nói chung là rất là hạnh phúc luôn. Tới bây giờ mà bạn vẫn còn rất là xúc động về cái cảm xúc đó. Khi xuất viện về nhà thì trời ơi, ảnh rất là chơi đẹp luôn. Ngày đầu tiên đi về nhà là ảnh cho em ngủ, ngủ thẳng cẳng luôn á, êm ái lắm, tới nỗi mà sáng á, ngày đầu tiên về nhà xong ngủ một đêm thì sáng dậy em nghe tiếng con nít khóc, em nói trời ơi con ai vậy sao không dỗ để nó nằm nó khóc hoài vậy. Em quên em đẻ rồi. À, lúc có bầu thì quên, mình có bầu đẻ ra rồi quên là mình dạ, đã đẻ. Em mở mắt ra em đang ngủ ngon quá, tại mấy ngày bệnh viện em ngủ không có không ngon. Kiểu như giống như em luôn chậm một nhịp so với những gì xảy ra như thế. Dạ. Xong rồi em mới nói trời ơi sao con ai không dỗ đi để nó nằm nó khóc hoài vậy. Cái em mới chở người bên này thì em bị đau vết mổ. Em đau mấy em giật mình cái mình mình đẻ rồi đây là con mình mà. Mấy em bật dậy em dỗ, em mới nhớ ra là mình đẻ rồi chị. Nhưng mà được có ngày đầu tiên nó cho em ngủ thôi. Bắt đầu triền miên gần một năm trời khóc dạ đề. Gần một năm khóc dạ đề mà một năm lận hả chị? Ôi trời ơi, nhà em phải gọi là đông tây y kết hợp cúng bái tất cả các biện pháp luôn. Đông tây y kết hợp cúng bái làm đủ mọi cách gọi là thập bát ban võ nghệ này chị biết không? Lúc đó là không có giúp việc nữa, vừa đau vết mổ mà vừa bế con thế này, bế trên tay cũng khóc mà đặt xuống cũng khóc, bồng đi cầu thang nữa đung đưa cũng khóc, kiểu gì cũng khóc. Mà ban đầu ấy là khóc từ 17 giờ buổi chiều 5 giờ cho đến khoảng 12, 1 giờ đêm. Rồi bắt đầu ngủ được 3, 4 tiếng bắt đầu khóc tiếp. Còn sau bắt đầu đổi tăng lên 2 tiếng là từ 19 giờ tối, 7 giờ tối đến 4 giờ sáng. Sau đó là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ sáng luôn. Có nghĩa là cứ từng... Dạ, 2 giờ, mà từ đó là cái nết là từ 9 giờ sáng. Chị biết khi màn đêm buông xuống là cả gia đình em căng người như thế này. Sợ lắm, có nghĩa là... Tối nay tối nó khóc nữa rồi. Dạ, có nghĩa là hàng xóm không ai ngủ được luôn chị. Đến sau này anh hết khóc, cái hàng xóm bị quen. Hàng xóm uống sao dòng này. Sao nó khóc nghe tiếng nó khóc nữa. Cho tới một ngày nọ em phát hiện một bí kíp. Em nghe nói là con nít nó có thể nó thích tiếng ồn. Em thử cái máy sấy tóc chị, thì ảnh đang em bật máy sấy tóc lên ngủ chị, nhưng mà tắt máy sấy là thức. Và em phải ê gu con em ngộ hả chị, không có nhạc Beethoven vợ đây dạ, không trường không chị, mà chắc tại em đọc chuyện ngôn tình nhiều quá nên nó khóc. Khi mà tắt máy sấy thì mà càng ồn thì càng ngủ. Em mua cái loại mà có hai cái công tắc riêng, một cái là làm lạnh, một cái thì làm mát thôi, một cái làm nóng. Và từ đó chỉ đến một năm thì là cháy ba cái. Chị đúng cũng rồi, đang tính hỏi đó. Chị đang tính hỏi là hư bao nhiêu cái máy sấy tóc. Ba cái. Đến nỗi là em nói chết rồi anh ơi. Em thì là ca sĩ đi hát, anh thì là phối nhạc,
mà nó nghe máy sấy kiểu này chắc nó căm thù âm nhạc thiệt rồi, nó không có cảm thù âm nhạc luôn, nó chắc mốt nó hát nốt nào nó lấy ngăn e vậy luôn quá. Thì đến đâu chừng một tuổi đúng thôi nôi luôn, sáng đó em nói anh ơi thôi dẹp đi bỏ luôn, không có máy sấy máy xiết gì nữa hết. Thì từ hồi bật cái máy xe nó cháy luôn luôn, coi như nó biết bổn phận của nó đến đây hết nhiệm kỳ rồi, sứ mà tồn tại của nó tới dạ, đó thôi. Đây là coi như hôm đó là em cai luôn, cai luôn. Còn nói em á, nhớ là em 10 ngày đầu em xuống 11 kg là lúc mà đẻ xong đó. Còn chồng em cũng xuống đâu 4-5 kg là vì stress con đó. Thật sự là em không có nghĩ em kiên nhẫn như vậy, nhưng có lẽ là trong cái quá trình con mình nó khó như vậy thì đến cái giai đoạn này mình lại có cái quá trình kiên nhẫn hơn. Chẳng hạn như bây giờ em lại kiên nhẫn dạy con em học. Mà giống như bạn bè em biết cái tính của em rồi, nó không bao giờ là nghĩ là em có thể ngồi đó dạy con em học kiên nhẫn kiên trì với con mình. Thì mày quên là ta đã có một năm. Dạ, một năm tôi luyện. Dạ, nó rèn em. Chị thì chị chỉ lo là trong thời gian đó em stress á, không phải là vì tiếng con em khóc mà vì tiếng máy sấy. Dạ, hai vợ chồng em nghe tiếng máy sấy là cũng bị gì luôn. Ê Lan, một năm lận, một năm con khóc dạ đề. Một năm con khóc dạ đề, thế thì chuyện ấy mình phải như thế nào? Rồi công nhận nha, tôi với bà Lan nhìn nhau là hiểu luôn, xuất sắc quá. Yeah. Một năm đó, người sao? Tại vì thường mấy cặp vợ chồng khác đó, là 3 tháng, yeah, có người 3 tháng 10 ngày nữa. Thì sao? Không, chắc trong những cái chuyện ấy nó có kèm tiếng máy sấy. Công nhận ha, một bối cảnh hết sức. Dạ, yeah, tình cảm thì tụi em vẫn rất là yêu thương nhau. Nhưng mà nói chung về việc thương hòa thì thật sự đó cũng là chưa có hôn phục. Đúng rồi, em đẻ con xong á, em chăm con á, thì tụi em có nhiều mâu thuẫn lắm, cực kỳ luôn. Bởi vì chồng em thì khá là vụng về, nói chung là cuộc đời anh chỉ biết có âm nhạc thôi, việc nhà việc cửa mọi thứ đó ảnh như tờ giấy trắng này, anh không biết cái gì hết. Chứ chưa trải. Dạ, đến nỗi mà em đang ngồi bú bế con dỗ trên tay, anh ơi em pha sữa cho con, lấy em cái bình sữa là đúng cái bình thôi, không có cái ti, không có cái gì hết hả? Luôn á. Để uống bằng đường dạ, nào? Dạ, thì em mới hỏi, ủa anh đưa vậy thì sao? Anh nói, thì em kêu lấy cái bình sữa. Cái này chỉ là cái thân bình thôi, bình sữa là phải đầy đủ. Đó, phải giải thích như vậy đó. À, đúng, đúng. Nói đúng. Chung là em có hai đứa con. Em có hai đứa con. Ừ thôi em nghĩ vậy để cho nó vui vậy. Em là dạ, em phải chỉ anh từng chút từng chút. Cảm ơn anh bởi vì trong thời gian qua đã chia sẻ với em, nhất là trong những giai đoạn mấy năm trở lại đây, đã là một người, không chỉ là một người ba mà là một người bạn với con. Có thể giai đoạn khi em mang bầu hoặc là mới sinh anh còn những cái thiếu sót, nhưng đối với em bây giờ thì với con thì em không có điểm gì để chê cả. Em vẫn nghĩ đó là một cái quyết định rất là sáng suốt trong cuộc đời của mình. Em hạnh phúc lắm khi mà có con, giúp cho em là người lớn trưởng thành hơn nè, có trách nhiệm hơn trong cái cuộc sống của mình. Thì tất nhiên là nhắn nhủ với những ai vừa lập gia đình và muốn có baby thì nhưng chỉ nghĩ thế này thôi. Thực ra thì mỗi người chúng ta, mình sinh ra mình có một cái kiếp người, mình sẽ phải sống cái phần đời của mình. Thì dĩ nhiên nếu như các bạn chưa sẵn sàng làm mẹ, các bạn hãy sống cho cái tuổi xuân, cái hoài bão của mình. Tại vì khi chúng ta bước vô vai trò làm mẹ, chúng ta sẽ phải biết hy sinh rất rất là nhiều. Và một khi chúng ta đã làm mẹ thì chúng ta phải biết hai chữ trách nhiệm nó quan trọng. Quan trọng lắm, quan trọng đến khi chúng ta rời khỏi thế gian này, chúng ta vẫn chưa an yên đối với đứa con của mình. Một cái hành trình cũng gian nan không yeah, kém các yeah, bà mẹ bỉm sữa khác. Nhưng em đón nhận nó một cách rất là tươi vui, một yeah, cách rất là tích cực. Cho nên là câu chuyện nó rất là thú vị chị ha.